Sau đó thì Thuận có đăng một cái bài viết tối ngày hôm qua liên quan đến Uniswap Thì Uniswap đã tới cái mức là 8 đồng 91 sen khi mà Thuận đăng bài viết này ngày hôm qua Như bạn cũng đã biết là Uniswap một trong những đồng mà Thuận đã bắt đầu đầu tư trong năm 2020 Khi mà Uniswap ra đời Thuận đã đăng trên những cái mạng xã hội lúc đó là Thuận đang làm gì với Uniswap Các bạn có thể thấy là Uniswap và Wi-Fi là hai cái đồng DeFi mà Thuận lưu trữ hiện bây giờ và chúng ta nhìn vào Uniswap đi các bạn thấy được là đây là một cổ đồng mà đã bị bỏ quên sau khi mà chúng ta thấy là Uniswap ra đời đã tăng mạnh tăng mạnh lên tới cái mức là 9 đồng 11 cent. thực ra mà nói là trên sàn Binance nhưng mà cũng nên nhớ là có lúc đồng Uniswap lên tới 15 đô la nhưng mà đó là một cái trường hợp ngoại lệ mà thôi chúng ta thấy đây là phần lớn để đồng Uniswap cao nhất là qua khỏi 9 đô la 9 đô 11 cent dựa theo con Gecko thì bây giờ các bạn thấy được là cách đây không lâu, ngày 17 tây, nghĩa là ngày hôm nay, các bạn thấy được là đồng Uniswap đã có lúc lên tới cái mức là 8 đồng 94 cent. Có nghĩa là đã gần như muốn trở lại đỉnh cũ. Thì đồng Uniswap các bạn thấy được là cũng có sự tăng trưởng rất mạnh rồi trong dòng. 30 ngày qua đã tăng 138% trong dòng một tuần qua đã tăng 40% đây là một cái đồng liên quan đến thị trường DeFi là một cái sàn giao dịch phi tập trung mà rất nổi tiếng như bạn cũng đã biết là Uniswap là một sàn mà thường cũng đã sử dụng thì sau đó thường cũng đang thêm là một số những đồng mà Thuận đang tìm hiểu và đang cân nhắc thứ nhất là đồng DOT, Polkadot thứ nhì là đồng link và thứ ba là synthetics thì ba năm này thần vẫn chưa có sẵn sàng để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà thường biết đã nhiều bạn lưu trữ đồng đó tầm link và synthetics thì nhiều bạn hỏi thường là tại sao không nghe nói tới đồng Cardano, đồng Litecoin thì có thể là các bạn chưa có xem danh sách đầu tư mà thường đã chia sẻ trên thuận capital.com cho bạn cũng đã biết là Cardano, Litecoin, BNB, Ethereum, và đương nhiên Bitcoin là một trong những đồng mà thường đã đầu tư từ rất là lâu rồi Thì một trong những cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là channel này là thường chỉ muốn chia sẻ những cái gì mà Thượng hiểu Và những gì mà thường đang suy nghĩ để có các bạn có thêm một cái góc nhìn, một cái tài liệu Chứ không phải là để thúc đẩy bất cứ ai đầu tư vào bất cứ một đồng nào và bản thân thường cũng là một nhà đầu tư cho nên thường chỉ muốn là trong cái thời gian mà thường tìm hiểu đầu tư thị trường này những gì không biết thường sẽ cố gắng để mà chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng nhau có được cái lợi nhuận cùng nhau tiến tới trong thị trường này và có nhiều bạn hỏi thường là tại sao mà không nghe thường nói tới đồng dot đồng link đồng SYNTHETICS, vchang v v thì các bạn cũng đã biết là thị trường thì có rất nhiều đồng chúng ta trở về trang chính của conjecture đi thì các bạn thấy được là thị trường bây giờ có tới 6.167 đồng và thời gian của thường thì có hạn cho nên thường không có thời gian để mà tìm hiểu hết tất cả các đồng và cũng như là cách đầu tư của thường không có biết là thích đầu tư dài hạn và chấp nhận đuôi chữ lâu dài và chấp nhận trung bình giá cho nên khi mà thường quyết định đầu tư một đồng nào đó thì phải có cái lòng tin là trung bình giá dài hạn ngoại trừ là có những điều mà đáng tiếc xảy ra như là liên quan tới XRP mà thôi cho nên khi mà thường lựa chọn một cái token nào đầu tư đó thì thường cũng phải có ít nhất là một cái lòng tin vào trong cái token đó và một trong điều mà thường thường suy nghĩ đó là nếu như các bạn đầu tư ngày hôm nay giả sử như các bạn thấy là đồng uh, DOT hiện bây giờ là quá được ưa chuộng đây là một cái hệ thống mà rất nhiều người ưa chuộng bây giờ thì chúng ta thấy được là có nhiều người đổ xô vào mua bây giờ mức giá của đồng dot là 16 đồng 94 cent. thì các bạn phải nghĩ là lỡ như các bạn mua ngày hôm nay mà trong vòng 1 2 ngày tới đây giá bị giảm đi phân nửa 50% thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn có thể tiếp tục lưu trữ hay không? Các bạn có chấp nhận để mà mua thêm để chung mình giá hay không? Đây là một trong những điều các bạn cần phải suy nghĩ trước khi mà các bạn FOMO một đồng nào các bạn cần hiểu các bạn đang đầu tư là đầu tư đó là đầu tư gì và thật ra mà nói trong cái địa vị là top 10 đồng của crypto thì mình thấy là đã thay đổi rất nhiều trong vòng nhiều năm qua Mặc dù các bạn thấy là một số đồng vẫn tiếp tục giữ được cái vị trí cao như là đương nhiên Bitcoin lúc nào cũng đứng đầu. Ethereum các bạn thấy được là Litecoin đây là những đồng mà liên tục được giữ trong cái top 10 này, Bitcoin Cash vân vân nhưng mà những cái vị trí khác đó đã được thay đổi rất nhiều. Các bạn đã thấy được là trước đây chúng ta có những đồng như là đồng NEO vân vân nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là những đồng đó đã xếp hạng xa hơn và trong cái top 10 này lại xuất hiện những đồng mới và dữ đồng mới đó lại sẽ bị thay thế bởi những đồng khác các bạn không biết được là tương lai sẽ ra sao cho nên các bạn cần phải hiểu rõ là các bạn đang đầu tư là các bạn đang đầu tư đồng đó là như thế nào dự án đó là như thế nào và nhiều bạn có thể nói là không biết nhiều về công nghệ cho nên rất khó để mà biết được là mình đang đầu tư vào dự án nào thật ra mà nói là về phương diện công nghệ các bạn cũng không có cần phải quá quan tâm thật ra mà nói công nghệ trên con đường dài đó thì đương nhiên là hệ thống nào có công nghệ tốt thu hút được nhiều người tham gia thì sẽ là một hệ thống chiến thắng cuối cùng nhưng mà trong thời gian ngắn hạn nhất là khi các bạn đầu tư đó thì các bạn chỉ cần hiểu là tâm lý đầu tư là như thế nào của những nhà đầu tư bây giờ và giống như là các bạn thấy được là hiểu một cách đơn giản là đồng dot là một đồng như thế nào đồng poker dot này là một đồng mà các bạn thấy được là có những cái pair chain có nghĩa là những cái chain nhỏ hơn để có thể là kết nối với lại những cái hệ thống khác và giải quyết được một số những vấn đề liên quan đến là bị tắt nhãn mạng vân vân đồng link cho mà cũng đã biết là một hệ thống hiểu đơn giản là đây là một hệ thống để mà kết nối dữ liệu đời thật với đời dữ liệu ở trên mạng lưới blockchain tại vì các bạn thấy được là đương nhiên dữ liệu trên mạng lưới blockchain thì sẽ được kiểm chứng nhưng mà dữ liệu bên ngoài đưa vào thì ai kiểm chứng đây sẽ là một trong những cái vấn đề mà chain link sẽ giải quyết giống như là các bạn giả sử như các bạn là đang cá cược với một người khác các bạn cá là ngày mai thì trời sẽ mưa Nếu như mà trời không mưa thì các bạn thua Mà các bạn thấy là trời mưa ngày mai thì các bạn thắng Thì cái dữ liệu ngày mai trời mưa hay không mưa đó Thì dữ liệu đó nó phải cập nhật từ đời thật vào trong blockchain Thì Chainlink là một trong những cái cách mà giải quyết cái vấn đề đó Kết nối dữ liệu trên blockchain với dữ liệu đời thật Đây là một cách hiểu đơn giản Synthetic là một hệ thống mà các bạn có thể tạo ra những cái tài sản đời thật Nhưng mà xuất hiện trên mọi blockchain thì thường sẽ chia sẻ thêm về những cái đồng này nếu như mà thường đầu tư sau này nhưng mà đây là những cách hiểu đơn giản và các bạn khi mà hiểu đơn giản như gì các bạn cần phải hiểu được là những nhà đầu tư thì có thích câu chuyện đó hay không và câu chuyện này có thể là đi xa đến đâu và có thể là giải quyết được vấn đề nào và có thể là thay thế được những đồng nào đây là những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến và ngoại trừ điều này ra thì có đăng một cái bài viết hồi sáng này liên quan đến là cái tình hình của những cá voi thì trong tình hình ngắn hạn đó các bạn thấy được là những cá voi thì đã có cái sự chậm lại trong việc để đưa Bitcoin lên sàn. Các bạn thấy được đây là một cái biểu đồ được chia sẻ cũng bởi Crypto Khoan. Thì các bạn thấy được là bên dưới đó chính là ngày và tháng và chúng ta thấy được đó là trong từ đầu năm tới, tới bây giờ có 3 lần, 3 lần các bạn thấy được là cá voi đưa nhiều đồng lên sàn. Các bạn thấy được là khoảng ngày 3 tây tháng 1 là kế đó là khoảng ngày 9 tây tháng 1 và kế đến là ngày 13, 14 tây tháng 1. Đây là khoảng thời gian mà các bạn thấy được là cái dùng màu xanh dương này qua khỏi cái đường màu đỏ này cái đường màu đỏ này đó là cái đường màu đỏ đại diện cho hai Bitcoin đây là một cái đường trung bình giá trong vòng 144 lóc vừa qua thì các bạn thấy được là mỗi lần mà cái đường màu xanh này qua khỏi đường màu đỏ nghĩa là dấu hiệu là cá voi đang đưa Bitcoin lên sàn nhưng mà các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đó thì cái tốc độ mà cá voi đưa tiền lên sàn đã bị giảm xuống như các bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường màu xanh dương bên dưới này đã từ từ có xu hướng đi xuống và đương nhiên bên trên này đó chính là giá của Bitcoin thì các bạn cũng đã thấy được đó, đây là một cái dấu hiệu cho thấy được là chúng ta có thể đã được an toàn tạm thời trước sự phá giá của các cá voi Bitcoin. Giá có cơ hội cao là không giảm nữa trong thời gian ngắn hạn. Dựa vào những gì mà chúng ta mới vừa nói tới, nếu như mà các bạn thấy được là giá Bitcoin tăng trưởng và các bạn lại thấy cái sự xuất hiện của cá voi đưa tiền lên trên sàn, có nghĩa là cái dùng mà màu xanh dương bên dưới này có sự tăng trưởng ngược trở lên đó thì các bạn sẽ thấy được là nếu như mà tiến tới cái dùng mà 2.0 này, như là cái dùng mà những cái vôi bán mạnh đó, thì có thể là bình không sẽ tiếp tục giảm giá nữa. Đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài chi điều này ra thì có hai bài viết uh, thuận đã chia sẻ với các bạn, đó chính là bài viết liên quan tới Poker Dot là một vài viết mà dịch lại, cũng như là hàng tuần các bạn cũng đã biết là thuận Capital chia sẻ những cái sự kiện trong tuần mà được những cái admin trong nhóm đã tóm tắt và viết lại cho các bạn thì đây là những tài liệu mà các bạn có thể xem trên những cái mạng xã hội cũng như là chúc mừng những người nào mà đã đầu tư vào Cardano các bạn cũng đã thấy là thường đây đăng hồi sáng này Cardano đã có một cái sự tăng trưởng rất là tốt và đây là một trong những đồng mà rất nhiều bạn lưu trữ hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin on chain